Để mình chỉ anh em cách tăng FPS game vô cộng. Tải như vậy nha. Vô cài đặt. Xài Win 11 thì vô cài đặt. Vô setup display. Setup. Vô cài đặt. Bấm vô này, bật hết lên, bật hai lên, nhưng mặc định là tắt, bật lên, tải về xong mở lên thôi. Kéo này ra. Để cái file này kéo ra. Steam. Mở file game ra. Rồi mở này ra. Cái game B1 Rai số 4 ghép 2 file ok đầu game thôi mình xài cạc 2060 rồi. Đó, tạo khung hình bật đây cài đặt của mình大业。